Hello tất cả mọi người, chào mừng tất cả mọi người đã trở lại kênh của mình và là mình đây, tôi Crab. Thì trong cái video lần này mình sẽ hướng dẫn các bạn đó là how to build a Lego Spider và bạn nào muốn chơi Minecraft PE phiên bản 1.16 thì sẽ biết là cái con Spider này chính là một cái con ngựa đi ngủ. Và đấy thì có thể thấy là cái con này rất thích là bơi trong dung nham nhé, nhưng mà xuống nước thì nó sẽ bị chết đấy các bạn. Và đây là hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn lắp cái con đấy nhá. Và đây là một và đây là cái con Spider Lego của mình. Đấy, nó có các chi tiết giống như từ Spider trong Minecraft luôn. Đấy, các bạn có thể thấy là hai bên nó có hai bên hai cái tóc. Con này hơi như kiểu bị hói các bạn. Và mặt mình cũng đã cố gắng làm cho thật giống rồi các bạn. Đấy, và đằng sau phần này của nó và trên đầu nó là cái chỗ để cấp để cho có thể cho người ngồi lên các bạn. Đây là hai cái chân của nó, mình làm theo kiểu như thế này. Còn đây là một cái cần câu. Cái cần câu này là dùng để mà làm cho con Spider chạy ấy. Chứ các bạn nó không phải là những người bình thường đâu. Bởi bình thường là các bạn có thể dùng thứ là không phải dùng đến cái que này. Thế thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn lắp nha, nhưng mà đầu tiên là phải tháo ra cái đã. Để mình hướng dẫn cho các bạn lắp nha. Ok. Ok các bạn ạ, thì mình đã tháo nó ra nhá. Và bây giờ chúng ta hãy cùng lắp con Spider nhá. Ok. Để lắp Spider các bạn cần chuẩn bị cho mình những chi tiết này. Mình sẽ làm một vòng cho các bạn xem nhá. Đây. Đây, chi tiết như thế này á để có thể lắp được con Spider. Và cuối cùng là hai này để làm cái chân của nó. Ok. Nếu xong rồi thì bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nhá. Ok. Thì đầu tiên đó là các bạn cần một cái mặt của con Spider á. Đấy. Và đầu tiên chúng ta sẽ lắp phần trên cho nó nhá. Thì các bạn lấy cho mình hai mảnh này nhá. Đấy, và lắp vào đây. Đấy, chúng ta sẽ lắp vào nó như thế này. Và một cái nữa. Lắp vào bên này cũng như thế này luôn. Ok. Tiếp theo là chúng ta, các bạn lấy cho mình một mảnh 4 miếng này. Và lắp vào trên này. Cái này như kiểu là một cái yên ấy. Cái yên để mà cưới nó. Đấy, sau đó quay lại và lắp cho mình hai mảnh hai bên. Hai mảnh một miếng như này nhá. Rồi lắp vào đây. Đấy, các bạn lắp cho mình khoảng 2 miếng hai bên như này nhá. Rồi, để mà làm cái chỗ bỏ cái tóc khói cho nó. Và các bạn có thể dùng hai bên này và để lắp cái tóc vào cho nó đây. Các bạn để chéo như thế này nhá các bạn. Đấy, các bạn lưu ý là hãy lắp cho cái này nó chéo như thế này nhá. Đấy, các bạn phải lắp cho nó chéo như thế này này. Đấy, các bạn lắp chéo như thế để cho giống cái tóc của con Spider. Tiếp theo sẽ đến đoạn này là chúng ta sẽ lấy cái hai cái mảnh cao này để làm cái chân cho nó nhá. Thì các bạn lắp vào đây cho mình. Đấy, các bạn lắp vào đây cho mình nhá. Vậy là đã được một cái chân rồi. Chúng ta lắp thêm một cái ở đây nhá. Đấy, vậy là quá ok. Vậy là chúng ta có vẻ đã như đã hoàn thành xong cái con Spider rồi. Rất là đẹp đúng không các bạn? Đấy, thật luôn. Tiếp theo ấy, thì bỏ con Spider sau này. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với cái cần câu nấm xanh. Và mình sẽ tháo ra để hướng dẫn các bạn lắp luôn nhá. Ok, thì các bạn ơi, mình đã tháo ra xong rồi. Bây giờ chúng ta cùng lắp nhá. Để lắp cái cần câu nấm xanh, các bạn chuẩn bị cho mình những chi tiết này. Okay, nếu đã xong rồi thì bây giờ chúng ta cùng bắt đầu lắp cho xong rồi nhé. Ok, thì để lắp cái cần câu xanh, đầu tiên các bạn cho mình một cái que này và một cái cặp này để mình cái tay cầm, của nó và lắp vào đây, xoay lại như này, lấy cần câu lắp vào đây. Bạn lắp vào đây cho mình. Tiếp theo chúng ta sẽ làm cái dây của cần câu nhá. Đây, cái dây cần câu thì bạn lắp như này cho mình nhé. Đây, bạn lắp như này cho mình. Để hoàn thành nó. Tiếp theo là một cái này để các bạn gắn vào đây cho mình nhé. Và tiếp theo chúng ta sẽ làm cái nấm xanh nhá. Nấm xanh thì các bạn chuẩn bị cho mình cái này. Cái này đáng ghét là nấm xanh nhưng mà mình không có. Và một mảnh này nhá. Các bạn lắp lên đây. Xong rồi lấy thêm một cái này và lắp vào đây. Đấy, một cái mảnh một cái nhỏ nhỏ lắp lên đây cho mình. Đấy, xong rồi lắp vào đây. Đấy, vậy là tiếp theo chưa xong đâu, còn cái này nữa. Ok, tất cả các bạn ơi, vậy là có vẻ như chúng ta đã hoàn thành được một cái cần câu nấm xanh cho cái con Spider này rồi. Bây giờ chúng ta chỉ cần đặt ống Steve lên hoặc là ống nào đấy cũng được. Và cho cần này được nhá, mình sẽ cho các bạn xem nhá. Đấy, và nó như thế này các bạn ạ, ít thôi.
đấy, các bạn có thể đặt như này cho mình nhé. Đấy, và đi này, đấy. Và thôi thì mình nghĩ là video của mình đến đây cũng phải là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã xem nhé. Và trước khi kết thúc thì các bạn quên để lại cho mình một like, một subscribe và một đăng ký chia sẻ để mình có thêm động lực làm tiếp những video về Lego nữa nhé. Và các video khác nữa các bạn cứ bình luận dễ cho mình và mình sẽ làm theo. Ok, bye bye các bạn nhé. Beep 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 beep.